Hàng là hàng lạ, con chí ạ, đen thui à? Bự nữa này. Ôi. Chào các bạn. Hôm nay mình đi câu ở cái khu vực sông Pha gần cái xăng dầu này. Xăng dầu Hiệp Thành Phát 3. Đó, sông Pha, trước mặt cái xăng có cái đường đi vô đây. Đó. Bắt đầu móc con mồi đầu tiên, hôm nay cũng 65 cành như thường lệ. Cắm vùng sông Pha. Đây, khu vực này hồi nãy mình có nói với các bạn rồi đó, từ ngay cái đường bê tông mà lúc mình chạy vô đó, chạy theo mang theo bờ ruộng chạy vô tới cái suối này. Đó. Những cái vị trí cắm câu này đấy. Lũi xuống. Một con gì nhảy sát những cái bờ ruộng này nè, mình dọc theo cái bờ ruộng này, mình đi theo con suối đi xuống. Có gì hả? Con mồi móc trên lưng nó nha các bạn, con cá rô đồng này nó sống dài lắm. Mồi mình móc như vậy là nó sống cả đêm tới sáng nó vẫn còn sống. Đây các bạn, những cái vị trí này nè. Đó, mình cắm cành như vậy đó. Bên này. Mình cắm những cái vị trí này rất nó rất là đẹp. Đây nè các bạn, đang cắm nè, còn quá trời cành luôn. Mà mình mới cắm từ đây. Đây, là nó cách đây không có xa đâu nha. Mà nó dính nè, con đầu này dính cá luôn nè. Đây này. Đó. Đây. Đó. Cảm giác chưa? Đó. Cái lăng. Đã, con cái con này to này. Con này là đủ nướng rồi, giữ nướng rồi chứ. Móc đụng hàm phến. Đó. Cầm chưa kịp sống rồi. Mới ngồi đấy chứ mấy. Đây các bạn, để ý cành câu của mình bên kia kìa. Mình cắm là bây giờ là chưa có hết cành, còn ít là mà mình đi qua bờ bên này ấy, mình khác bờ mà nó bên bờ bên kia nó ăn được kìa. Đó, mình đang đứng bờ bên này quay qua bờ bên kia, mình phóng điện thoại qua. Đó, nó nhún kìa. Chắc là cá lóc. Đó, cá lóc rồi. Cắm chưa hết cành á. Xíu mình qua mình bắt, cắm hết cành qua bắt. Đó, mình đứng bên bờ bên này phóng qua. Đấy các bạn, còn một cành cuối cùng. Cành đó với cành nằm đây nữa rồi hết rồi. Để chút xíu bắt đầu mình đi thăm sơ một cái rồi tối ăn tối xong rồi mới đi thăm câu. Hình như bên kia có cá rồi kìa. Đúng rồi, cành đó nó có cá rồi. Đó, nó nhấp kìa. Mời cầm sóng đi quay lưu lại để kiểm tra cành câu này, tỏ ra này các bạn. Đây, lôi lên coi, to nhỏ. Nhỏ cũng là có mà to cũng là có. Ô, nhỏ. Thì cũng mơ rồi. Cũng được. Cũng to. Nhiệt lắm. Mới cầm, mới xong chưa kịp đi nè. Rồi, ok. Nhỏ tội, đây con nữa nè cả nhà ơi.
Ôi bước, 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 bước. Ổn định. Đeo 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 đi được. Đeo đeo ngon là hai con. Bên kia có hai con ăn sẵn thế nữa đấy. Bên kia có hai con ăn sẵn. Đấy các bạn, đây có thêm một con nữa này. Giờ này là đi kiểm tra lại thôi chứ chưa có đi thăm nữa, tối mới đi thăm. U cái con này chắc bự này. U cái lóc bự ấy này. Lóc đó. Lóc to này. Mới cắm mới xong mới lội qua từ từ cái đó, lội lên lội lên lội lên, úi chà chà quá đại, ui đừng bên đi quá phòng quá thầy xá đó quá đại. Cái con này là hồi nãy mình đứng bên bờ bên kia mình phóng qua này, mình quay điện thoại qua này, giờ về bắt nó này. Nó cũng nhỏ mà nó kéo ghê thiệt thế chứ. Nó còn mình rồi. Đó. Ok. Trời, ngày nay thôi, ít cái lần còn có lóc không trời. Băng con đến nãy thôi. À, đây, đây còn có mà đeo nhỏ nữa. Băng con lại dính đấu tiếng á. Chạy thuộc cái lượm nhé. Vừa đó. Ok. Cái nửa làng đó. Đây, hai anh em ăn cơm xong rồi giờ nằm nghỉ ngơi đợi chút xíu đi thăm cá này. Trời ơi, ông nằm là thảm chứ. Đúng là cuộc sống thiệt chứ. Nằm một xíu bắt đầu đi thăm cá, nằm nghỉ đợi cho cá nó ăn tí thì tâm đất là giường. Khổ quá trời ơi, trời lại mưa rồi, mau câu, mau mưa thì thăm câu. Bắt đầu thì thăm câu nha các bạn. Đây có một con cả nhà ơi, vừa mới đi thăm. Bước dưới kia thế nào? Con này nhỏ nhỏ. Tạm bộ. Cỏ được, đừng mó là được. Vợ tiền sáng thì cầu lấy cũng được vừa đưa ra mua tài chứ. Ôi đứa ok này, bên đó có một con này các bạn đó, kìa kìa chút xíu mình mới qua lấy, đang giờ đang ở bờ bên này. Để coi lên 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 bộ đi. Được quá nó chạy đi. Cái nụ nó ngon đi về. Em giữ thế chứ bỏ bò qua đây thì cái nụ nó ngon. À đủ tiền đi bìa ốm rồi. Bà con hả? Kinh mô. Đây còn có này ngon này. Rồi, rồi bắt con đi đó. Đó còn cái nướng gì dính đó. Ờ bên bên có. Đó đó con này còn này này này. Hồ nó dữ. Nó bị cặp dữ dữ mẹ như con đi có. Chế dò đúng. Dò em đây lên để lấy thòi ra con điểm này. Ồ, bên kia còn con này kìa, hai con nó được qua đó, ảnh vung vung này chưa đó mà chỗ này vung 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 mà không thấy con đá đi đó. À đây đó. Bên kia còn có nữa ở à, bên kia còn mấy nữa, tôi cứ qua bắt bên kia sao vậy, hồ đã biệt chiêu cầm xuống được rồi, không nhớ giữa không. Điểm nổi đi thì đi luôn đi. Máy tình luôn. Còn cái cổ chưa?
con bên em này, con nó có. Ừ, con to lắm, nó nằm im rồi. Mẹ em tàu, thì con cá lóc đó. Nằm im này. Ừ, lối gần đi này. Lối gần tổ tao luôn đó. Ừ. Ui, cá lóc mạnh lắm. Thôi. Đưa qua bên kia. Kia cho cảm thấy nữa. Nó mới tính nữa. Giờ mới cái con. Đây con này, các bạn này, hồi nãy ở bên bờ bên kia mình dò qua mà không tới này. Ui, con cá này to lắm mà không biết. Ui. Con cá to lắm luôn. Lư vậy đi. Đây. Lắng hết. Lư đen thui vậy này đó đó. Tàu. Ui. Đâu. Người này. Người to. Đưa rồi. Đưa vung quả đưa rồi. Nhỏ để to lắm rồi hả? Nhỏ. Đó, đụng gì cái đâu đó. Đụng kỹ cái là cá lóc rồi gì nữa. Đó, đây còn con đấy, đó, nó đây. À, khá, có khá. Chắc mình đưa, đó. Dí luôn. Mà hả? Ô, cảm giác thế này. Đó. Chà, quá mà hơi uống độ. Bốn con này đẹp hơn kỹ rồi. Thấy chứ. Khó chứ. Lọ chủ mày với cái cân đá chứ. Đó, cái đấy. Cân bướt. Đó. Nè, có, cân môi. Em thấy nhìn đổ lắm. Mua một con môi nè. Nóc kia thăm móc môi là quất liền hết. À, bên kia chửi ba cái tặng bến. Độc. Nói chung là đồ ăn ở nhà là khỏi. Một chú nữa. Chỉ mới khả này. Thôi nó đây. À, được đấy, đều đi được rồi. Đều lên con đôi chứ, ok. Có gạo rồi. Thế bữa tối kiếm ít, bây sáng kiếm ít. Đỡ vã chứ, cực khô chứ. Vừa mưa vừa gió rừng vừa rủ nữa mà không có cá thôi á. Tính thứ các loại. Ô, tối nay được nhiêu đây này cả nhà? 2 ký. Tầm 2,5 ký hơn nữa chứ, 2 ký mấy á. Nhiều quá. Nói chung bây giờ buổi tối thì đi thăm một vòng được như vậy rồi, còn ngày mai. Sáng mai thì 4,5 ký, 5 giờ mình dậy mình đi thăm thêm vòng nữa. Rồi. Sáng mai tiến tiếp. Sáng sớm để đi thăm câu rồi các bạn. Ô, con này to rồi. Nãy có 2 cành nữa, bên có cá rồi. Nhâm tập bên. À, đầu kia còn có cá này. Ô, cá lăng. Được rồi. Đấy chứ. Vô, một con. Cầm lên phải, lên này. Rồi, ok. Cần bên kia có 1 con nữa kìa. Cái này không có. Ồ, con còn mồi. Ôi, con mồi nhìn cái tí nhìn nhột ra. Nhột cái tí này. Vậy. Bên kia có 1 con nữa cả nhà. Mình đang lấy bờ bên này chút xíu, mình đi qua lấy bờ bên kia. Kìa, nó kéo bên câu kìa đó nha. Đó. Hai con bên lưng đó. Bên 2 con gần nhau luôn. 2 con dính bên đó. Đây nè các bạn. Chỗ này ngày hôm qua dính con, bây giờ dính con nữa này. Nhỏ. Cái hục này thấy nó ngon quá mà. Ơi. Có còn hơn không? Có còn hơn không?
Gọi ra lấy luôn hả? Trên quần chúng thấy cỏ. Cũng được, cũng đỡ chứ. Ok, thêm con nữa. Tao lên đây đi, coi đây đi thử ra. Sáng này ít cá quá, lâu lâu mới có được con này. Con này khá này. Chắc một lửa hồi đếm ướt gây cái, ướt lắm. Còn tại được. Được rồi, lâu lâu không kiếm được một con. Nãy giờ thăm hết mấy chục kênh nó mới được có 3-4 con à. Thảm quá. Ồ, kiểu này về bị vợ chửi nữa rồi. Lỗ tiền xăng ơi. Rồi, hình như là kênh này nữa là hết rồi. Cả nhà ơi, sáng nay ít lắm. Sáng nay đủ tiền gạo. Không có lời. Hôm lời rồi. Hôm thì lời nhiều, hồi đếm này đi nhiều. Ông chị đi. Thằng lạ. Thằng lạ. Ô, cả chị đi, rô phi khủng. Ô, từ từ. Ô, ngay đây gặp rô phi khủng rồi. Im coi. Con này làm 1 cân là ngon lắm đó. Chiến lên ngon nữa. Coi. Rồi. Đây các bạn, sáng nay được có nhiêu đây à? Hồi đêm sảy hết rồi. Sáng nay toàn thấy cần câu hết môi không à? Bắt hôm rồi. Bắt rồi hôm cũng được 2 mấy, sáng nay ít lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh để đón tiếp tập tiếp theo của mình. Có khi sẽ có nhiều loại độc lạ nữa. Cá lâu lâu ngày nó vẫn có cá lạ.